mắm ngon mỗi ngày. Em chào anh Thành. Chào em. Lâu lắm rồi mới gặp anh Thành đó. Mà cứ hễ mỗi lần gặp anh Thành là em thấy anh Thành sướng ơi là sướng. Sao tự nhiên này nói anh sướng? Chứ còn gì nữa. Ví dụ như là các đấng mày râu nha, trong ngày 8 tháng 3 sắp tới nè, muốn làm một món gì đó thật ngon để tặng cho vợ hay là cho người yêu á, thì phải vò đầu bứt tóc nè, phải đi hỏi thông tin nè, rồi phải lên mạng tìm hiểu nè, rồi vân vân các kiểu. Còn anh Thành á hả, chỉ cần vào bếp búng tay một cái là có món ngon rồi. Đúng là đôi lúc với Thái Nam á thì vấn đề đến lúc á cũng là một cái thử thách không phải nhỏ đâu. Dạ. Thôi để hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho Minh Châu và quý vị đây một món ăn rất là ngon mà làm rất là đơn giản. Bảo đảm là các bạn nam sẽ nấu được ngay. Đúng là phải thật đơn giản nha anh, tại vì em không nghĩ là có nhiều bạn nam có năng khiếu trong chuyện nấu nướng đâu. Cái này Minh Châu an tâm, anh bảo đảm món này sẽ nấu được thật dễ dàng không? Và cả Minh Châu cũng nấu được luôn nữa. Anh Thành ghẹo em hoài à. Thôi được rồi, em không cho anh Thành ghẹo em nữa đâu. Anh Thành làm liền ngay một món đi. Món này phải phù hợp với tiêu chí của chương trình là bữa ngon tiện lợi nữa nha. Bữa ngon tiện lợi hả? Bữa ngon tiện lợi ngày hôm nay sẽ thực hiện tức tắc. Đó là món bún gạo xào thập cẩm. Em thấy là anh Thành đã chuẩn bị sẵn hết các nguyên liệu rồi nè. Bây giờ anh Thành chỉ cho em là định lượng bao nhiêu, mua như thế nào để em đi chợ mua cho đúng cho đủ nha. Được thôi. Với khẩu phần 4 người, các bạn cần chuẩn bị 150g bún gạo khô, 100g chả lụa, 100g giam bông, nấm đông cô lớn ngâm mềm, hành tây, cà rốt cắt sợi, bông hẹ, hành lá ngò rí, dầu mè, ớt băm, tỏi băm, trứng vịt, bột năng, các gia vị thông thường, bột ngọt Ajinomoto, nước tương đậu nành Lisa, giấm gạo Lisa và hạt nêm Aji ngon. Trước tiên á, các bạn ngâm bún gạo vào nước ấm khoảng 5 phút cho nở. Minh Châu nhớ đừng trụng bún gạo qua nước sôi nha. Làm như thế á, bún sẽ bị mềm nhão, xào không có ngon đâu. Giam bông là chả lụa cắt sợi. Anh ơi, đã gọi là bún gạo xào thập cẩm rồi thì thay vì mình dùng chả lụa giam bông thì mình cũng có thể dùng các nguyên liệu khác mà đúng không? Vẫn được em. Em thêm lạp xưởng hay là xúc xích cũng được. Dạ. Hành tây mình cũng phải cắt muối ra nha. Rồi cái đến là nấm đông cô mình cũng cắt sợi luôn. Phần hạ này mình cũng cắt khúc vừa ăn. Hành lá này mình cắt nhuyễn. Sau khi đã cắt sợi các nguyên liệu xong á, bây giờ anh sẽ đánh trứng. Và mình đánh cho nó đều tan ra nè. Để cho trứng thêm đậm đà, anh sẽ nêm vào nửa muỗng cà phê Aji ngon nè. Khoảng chừng nửa muỗng cà phê rượu trắng thôi. Đó, một muỗng nước bột năng nè. Và cũng thêm một muỗng cà phê nước lã nha. Dạ. Khuấy cho đều gia vị luôn. Anh Thành nè, em biết công dụng của hạt nêm Aji ngon là làm cho món trứng của chúng ta có hương vị thơm ngon hơn nè. Còn nước thì em cũng biết công dụng rồi đó. Nhưng mà còn hai gia vị lạ là rượu với lại bột năng, tại sao anh Thành lại cho vào trứng trong lúc này? Em rất là tinh ý. Bây giờ em lưu ý hai điều này nha. Thứ nhất á, nếu mà cho rượu trắng vào trong trứng trước khi mình tráng á, thì sẽ giảm mùi tanh của trứng. Dạ. Rồi, thứ hai á là cho bột năng vào trứng thì trứng nó sẽ dai, mình dễ tráng mỏng hơn. Tiếp theo bây giờ mình sẽ tráng trứng ha. Dạ. Các bạn cho một chút dầu vào tráng đều mặt chảo. Khi dầu đã nóng, các bạn chút phần dầu này ra. Chúng ta chỉ giữ lại một ít dầu áo mặt thôi. Các bạn tráng trứng mỏng như thế này là được. Rất mỏng. Rồi bây giờ trứng đã chín nè, tắt lửa nha. Dạ. Anh sẽ cho ra ớt. Đây bây giờ anh sẽ cắt trứng nha. Vậy là mình có cả sợi trứng nữa đúng không anh? Bây giờ mình sẽ pha nước chấm nè. Chúng ta sẽ sử dụng 3 muỗng súp nước tương Lisa, 1 muỗng cà phê giấm gạo Lisa, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước và tỏi ớt băm. Đã xong cái phần nước chấm rồi đó. Mình sẽ phi dầu với một ít tỏi. Tỏi nó thơm rồi nè, mình sẽ cho cà rốt vào. Chả lụa giấm bông vào luôn. Dạ. Và cả nấm đông cô nữa. Sau đó mình cho một tí nước dùng vào. Mình sẽ nêm vào đây 2 muỗng Aji ngon, nửa muỗng cà phê Ajinomoto và 1 muỗng cà phê đường. Mình sẽ xào với lửa lớn em ha. Dạ. Bây giờ mình sẽ cho tiếp hành tây, bông hẹ và bún gạo vào xào luôn. Cuối cùng là mình sẽ cho vào một chút dầu mè là được. Bây giờ anh sẽ trình bày bún ra dĩa. Rồi, kế đến là mình sẽ sắp trứng sợi lên trên mặt em ha. Dạ. Cho một ít hành lá lên này.
và điểm một vài cọng ngò với ớt sợi. Đó. Em thấy á, về hình thức thì món ăn này xứng đáng là một món quà rất ý nghĩa tặng cho chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3. Anh tin rằng các bạn nam sẽ thực hiện món này rất là nhanh và coi như là sẽ làm món quà cho những người bạn của mình trong ngày 8 tháng 3. Nhưng mà chị em phụ nữ cũng khó tính lắm nha, cũng phải xem là nhanh rồi đấy, đẹp rồi đấy nhưng mà có ngon hay không. Trước tiên bây giờ anh mời em dùng thử em tay nghề của anh ra sao? Dạ được. Chấm một ít nước chấm ha. Mùi thơm của dầu mè nè. Và trứng á, thì không hề có một chút mùi tanh nào hết, vì đã được khử bằng rượu trắng rồi. Cho nên món ăn này chắc chắn rất thích hợp để mang đến văn phòng đó anh. Bởi vì vừa ngon nè, vừa tiện lợi nè, mà lại còn rất là dinh dưỡng nữa chứ. Bữa ngon tiện lợi. Cảm ơn anh Thành nhiều lắm vì ngày hôm nay đã chia sẻ với Minh Châu cũng như là quý vị khán giả một công thức rất ngon nhưng lại rất đơn giản. Minh Châu tin chắc rằng với món quà đơn giản, tiện lợi, đi nhiều dinh dưỡng mà lại đầy tình yêu thương như thế này thì các chị em phụ nữ sẽ cảm thấy rất hạnh phúc trong ngày 8 tháng 3. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Nhưng trước khi chia tay, Minh Châu xin được nhắc với quý vị những cách thức để liên lạc với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 083 823 7557. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.